Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lập trình giao tiếp UAT. Thì cái giao tiếp UAT này được sử dụng rất là nhiều, được sử dụng khá phổ biến để giao tiếp truyền dữ liệu giữa máy tính và vị điều khiển, hoặc là giữa nhiều con vị điều khiển với nhau, hoặc là giữa vị điều khiển với lại một cái con chip ngoại vi nào đó mà nó hỗ trợ giao tiếp ở trong UAT. Thì đây là cái chuẩn có thể nói là được sử dụng nhiều nhất trong thế giới của vi điều khiển ha. Ở đây khai báo chip 328B, tần số là 16M, bộ chi xung clock là 1. Rồi chúng ta chuyển sang phần setup UAT. Thì UAT là giao tiếp song công, song công nó có thể truyền nhận cùng một lúc luôn, và nó có bộ truyền riêng, bộ nhận riêng. Ở đây chúng ta cho phép bộ truyền hay là bộ nhận gì đó thì tùy các bạn. Ở đây mình cho phép cả hai bộ luôn. Và khi chúng ta sử dụng truyền nhận dữ liệu, chúng ta có sử dụng ngắt hay là không, thì ở đây mình cho phép ngắt nhận dữ liệu. Và chỗ này là khai báo cái bộ đệm nhận của chúng ta là bao nhiêu byte. Thì cái kích thước của bộ đệm này tùy vào cái ứng dụng của các bạn thôi, có thể là 8 byte hoặc là 32 byte, 64 byte gì đó, hoặc là 256 byte, vâng, tùy theo cái lượng dữ liệu mà mỗi lần các bạn gửi xuống nó nhiều hay là ít. Thì ở đây ví dụ mình sử dụng là 64 byte đi, thì cái bộ đệm này nó có ý nghĩa như thế nào? Khi chúng ta sử dụng ngắt UAT đó, thì mỗi khi mà chúng ta nhận được một byte thì sẽ xảy ra ngắt đúng không, và còn chip của chúng ta nó sẽ đi vào chương trình ngắt, nó lấy cái byte vừa nhận được đó, nó load vào trong bộ đệm để nó sẵn sàng nó đợi tiếp cái byte thứ hai. Trong trường hợp nếu mà chúng ta không sử dụng ngắt thì có thể là cái byte đầu tiên nó gửi xuống nhưng mà chúng ta chưa kịp đọc, con vi điều khiển nó đang làm một cái việc gì đó và nó chưa kịp đọc, thì cái byte tiếp theo gửi xuống nó sẽ ghi đề là cái byte thứ nhất, và có thể byte thứ nhất nó sẽ bị mất và chúng ta bị mất dữ liệu. Cho nên ở đây trong Covision thì nó hỗ trợ cho chúng ta ngắt và có thêm một cái bộ đệm nữa để nó tự động nó load cái dữ liệu nó nhận được vào trong cái bộ đệm này, và khi nào chúng ta cần thì chúng ta chỉ việc lấy dữ liệu từ trong cái bộ đệm ra thôi. Tương tự như vậy, cái bộ truyền phát dữ liệu thì có thể sử dụng hoặc là không sử dụng ngắt. Thì ở đây mình sẽ khai báo là sử dụng ngắt luôn. Kích thước bộ đệm mình cũng sử dụng là 64 byte luôn. Thì cái bộ đệm truyền này nó có ý nghĩa là khi mà chúng ta truyền đi một chuỗi dữ liệu đó, thì nếu mà chúng ta không sử dụng cái chế độ là ngắt đúng không, thì chúng ta phải truyền lần lượt từng byte, và chúng ta truyền byte thứ nhất xong chúng ta phải kiểm tra lại xem byte thứ nhất nó đã truyền xong chưa, chúng ta mới gửi tiếp byte thứ hai đi, rồi chúng ta lại kiểm tra byte thứ hai gửi xong chưa, chúng ta gửi đi byte thứ ba đi. Thì đó là một cái quá trình liên tục. Do đó trong lúc mà chúng ta truyền đi một chuỗi dữ liệu, chúng ta không thể nào làm được một cái việc gì khác. Thì còn trường hợp mà chúng ta sử dụng ngắt thì nó khác đi. Khi mà chúng ta gửi cái byte thứ nhất đi, nếu mà byte thứ nhất chưa truyền đi xong thì chúng ta có thể làm những công việc khác. Khi nào byte thứ nhất gửi xong rồi, tự động nó phát sinh ra một cái ngắt, thì nó sẽ tiếp tục lấy cái byte thứ hai nó gửi đi, và chúng ta lại quay trở lại chúng ta làm cái việc đang dễ dàng. Do đó chúng ta có thể có thể làm được thêm nhiều việc hơn. Rồi, tiếp theo là về cái phần tốc độ bao. Tốc độ bao thì thường tốc độ bao chúng thường hay dùng nhất, phổ biến nhất đó là tốc độ 9600. Rồi nó có một cái mod nữa gọi là nhân đôi tốc độ bao. Thì trong trường hợp cái con AVR của chúng ta nó sử dụng cái xung nhịp ở tần số thấp đó, thì chúng ta có thể sử dụng cái mod nhân 2 để chúng ta có thể gửi được data ở cái để chúng ta có thể gửi được dữ liệu đi nhanh hơn. Nhưng mà ở đây mình không sử dụng mod nhân 2 ha. Cái phía dưới này là cái sai số. Khi mà chúng ta chọn tốc độ bao ở đây thì nó sẽ không tạo được tốc độ bao chính xác hoàn toàn, mà nó sẽ có một cái sai số. Ví dụ tốc độ bao 9600 thì ứng với tần số 16M nó sẽ bị sai số là 0.2% và sai số nó chấp nhận được. Còn giả sử như mình chọn một cái tốc độ bao nào đó cao lên, các bạn thấy sai số của nó tăng lên, ở đây là 3.7% rồi, thì
câu vi sinh nó sẽ quanh lên như chúng ta, à, nó cho cái dòng thông báo lỗi nó thành màu đỏ, vì chúng ta biết là cái tốc độ bao này sử dụng không có được, nó truyền sẽ không chính xác, thì giảm nhỏ tốc độ bao xuống. À, thông thường à, với việc điều khiển AVR thì mình hay sử dụng tốc độ bao là 38.400, thì nó cũng có sai số là 0.2% thôi, bằng bằng cái tốc độ 9.600, à, nhưng mà nó sẽ truyền dữ liệu được nhanh hơn, thì mình sẽ làm được nhiều việc hơn. Rồi, nhưng mà trong bài này thì mình lấy tốc độ chuẩn là 9.600. Còn cái này là cái mode truyền thôi, nó có nhiều mode khác nhau. Cái mode phổ biến nhất là 8 bit data, 1 bit stop và không có bit parity. Thì thật ra ở đây nó ghi thiếu phải có 1 bit start nữa, 1 bit bắt đầu, rồi 18 bit data, rồi 1 bit stop. Và cái mode này là mode thông dụng nhất, chúng ta để cái mode này luôn. Rồi, cái phía dưới là mode truyền thì nó có mode đồng bộ và bất đồng bộ. Thì chúng ta biết cái nếu mà chúng ta truyền UART đó thì nó sẽ là mode bất đồng bộ, à, ở side runner là bất đồng bộ nè. Còn phía dưới nó cho phép chúng ta chọn cho cái bộ UART hoạt động ở cái mode đồng bộ. Thì mode đồng bộ nó truyền dữ liệu giống như là cái thanh ghi dịch thì, à, nó có một cái chân để nó tạo xung clock, cái chân còn lại để nó truyền hoặc là nhận dữ liệu. Thì ở đây mình không sử dụng mode đó mà mình sử dụng mode bất đồng bộ. Bây giờ chúng ta chọn tạo generator program để chúng ta review xem trước cái code. Thì các bạn thấy ở đây nè, nó có đây là cái code nó phát sinh cho cái phần là nhận dữ liệu ha. Thì phần nhận dữ liệu nó có một cái bộ đệm nè, cái thước là 64 byte nè các bạn thấy không, là do mình khai báo ở đây. Rồi một cái hàm ngắt để nhận dữ liệu, thì mỗi lần ngắt thì các bạn thấy cái dữ liệu nhận được là cái data này nó đọc được từ cái thanh ghi UDR0 này, và nó phải kiểm tra một số lỗi nữa ha. Nếu không có lỗi gì thì nó mới lấy về cái data đó, rồi nó ghi vào trong bộ đệm, nó load vào trong bộ đệm, nó tăng chỉ số lên để lần sau nó load vào cái vị trí tiếp theo. Rồi, và nó viết sẵn cho chúng ta một cái hàm get check. Cái hàm này dùng để đọc một cái byte ở trong bộ đệm ra ha. Thì đọc một cái byte mà chúng ta nhận được á, thì nó có hai trường hợp. Một trường hợp là cái byte mà chúng ta cần đọc á, nó đã nhận trước đó rồi và nó đã lưu trong bộ đệm rồi, thì nó chỉ việc lấy trong bộ đệm ra thôi. Còn nếu cái bộ đệm mà nó đang trống thì nó sẽ chờ cho đến khi mà nó nhận được một cái byte thì nó mới thoát khỏi cái hàm này, nó mới trả về cái byte đó và nó thoát khỏi cái hàm này. Tương tự như vậy, chúng ta có cái phần code phát sinh cho cái bộ phát dữ liệu, thì nó cũng có một cái bộ đệm 64 byte nè, và nó có một cái hàm ngắt để phát dữ liệu đi, và có một cái hàm boot check để nó phát đi một byte. Thì chúng ta chỉ quan tâm tới cái hàm boot check thôi, mấy cái ngắt chúng ta không quan tâm, nó tự phát sinh cho chúng ta rồi, ít khi nào mình sửa đổi code trong cái ngắt truyền nhận UART lắm. Thì cái hàm boot check này nó hoạt động như thế nào ha? Khi chúng ta gọi nó, chúng ta truyền vào một byte thì nó sẽ xét nếu mà cái bộ đệm phát á, nó còn những ký tự đang đợi phát thì nó sẽ lưu cái byte mà chúng ta muốn phát này vào trong cái hàng đợi, cho đến khi nào những cái byte mà chúng ta cần phát trước đó nó phát đi hết rồi thì nó mới phát tiếp cái byte này. Còn nếu trường hợp mà nó kiểm tra thấy cái bộ đệm đang trống, tức là không có byte nào đang chờ để được phát đi cả, thì nó sẽ phát luôn cái byte này đi. Rồi, thì như vậy là chúng ta có hai hàm get check dùng để đọc về một ký tự, và hàm boot check dùng để gửi đi một ký tự, gửi đi một byte đó, đọc về một byte, gửi đi một byte. Rồi, chúng ta load. Quên tạo một cái thư mục ha. Tạo một cái thư mục đi.
Bây giờ mình sẽ test test thử với một cái đoạn code nhỏ để test thử là mình sẽ gửi đi cái ký tự từ A đến Z đi. Mình sẽ gửi bán cái ký tự từ A đến Z lên trên máy tính. Thì ở đây mình khai báo một cái biến chạy là kiểu y kiểu cha ha, một cái biến y chạy kiểu cha. Trong đây mình sẽ cho một cái vòng là for y bằng a, y nhỏ hơn, mình in ra một cái dòng bao gồm các ký tự từ a đến z, y nhỏ hơn hoặc là bằng z. In gửi gửi cái ký tự y này lên trên máy tính thì chúng ta gọi cái hàm là bootstrap y, và cứ mỗi lần gửi xong chúng ta sẽ delay khoảng 1.000 mili giây. Chúng ta chèn thêm cái khai báo delay chấm h vào. Rồi, chúng ta biên dịch chương trình. Không báo lỗi gì hết. Bây giờ chúng ta mô phỏng thử. Đây vì được khi 38B nó có một cái bộ quạt nằm chung với hai chân BD0 BD1 này, chân này là chân RSD, chân này là chân TSD. Rồi mình sử dụng công cụ Vito Terminal ha. Chân RX chúng ta nối với chân TX, bắt chéo hai chân lại. RX thì nối với TX, còn TX thì nối với lại RX. Tốc độ bao ở đây mình chọn là 9600. Bên này mình khai báo sử dụng của chi clock là mình sẽ không sử dụng ha, là chi 1 sử dụng tách anh ngồi. Tần số là 16 m. Chương trình. Chạy thử. Đó, thì các bạn thấy nó in từ A đến Z, từ A đến Z ha. Ở đây để cho rõ hơn thì mình in thêm ký tự xuống dòng nữa. Check signal. Là shift R rồi shift N. Xuống dòng rồi đó ha. Thì cái ký tự xuống dòng này tùy theo cái terminal ha. Có cái terminal thì chỉ cần shift N là đủ rồi, có cái thì phải thêm cái shift R ở phía trước nữa. Thì cái shift R này là cái ký tự trở về đầu dòng, còn shift N là new line, là xuống dòng mới vậy đó. Thì như vậy là cái hàm bootstrap này nó gửi ký tự lên trên máy tính thành công đúng không? Lên trên qua cái bộ UART này thành công. Bây giờ mình sẽ test cái hàm getChat. Thì ở đây mình viết một cái chương trình dạng lắp đi. Tức là chúng ta nhận được ký tự gì thì chúng ta trả ngược lại lại ký tự đó ha. Y bằng getChat đó. Đây là bootstrap y. Thì như vậy là ở đây nó sẽ đợi khi mà chúng ta nhận được một ký tự
thì nó sẽ load vào biên y và chúng ta gửi ngược cái ký tự y đó lên lại ha. Ok, chúng ta thấy V2 terminal nó chưa hiện thị gì, nên mình gõ vào chữ A. Thì khi mà mình gõ vào chữ A đó thì cái chữ A này nó sẽ được truyền qua cái dẫn test đây này. Nó truyền xuống cho con vi điều khiển, rồi vi điều khiển nó mới đọc cái chữ A đó ra và nó gửi ngược trở lên lại thông qua cái dẫn test đây của nó ha. Gửi ngược cái từ A lên lại và nó hiển thị ký từ A trên đây cho chúng ta, chứ không phải ký từ A này là do chúng ta gõ vào ha. À, để chứng minh cho các bạn thấy thì mình sẽ cắt một cái đường RXD của nó ra. À, thì khi mình gõ một ký tự thì nó truyền xuống cho vi điều khiển và vi điều khiển gửi lên lại, nhưng mà cái đường kết nối cho này cắt ra rồi cho nên chúng ta sẽ không thấy ký tự hiển thị trên đây. À, lúc này các bạn có gõ vào gì đi chăng nữa cũng không thấy nó hiển thị lên ha. Đó, mình đang gõ vào chữ A đó nhưng mà không thấy nó hiển thị gì hết. Hoặc là trong cái V2 Terminal này nó có một cái mode gọi là Echo, nó cho phép chúng ta nhìn thấy ký tự chúng ta gõ vào. Thì nếu mà mình bật cái mode Echo này lên và mình nối cái đường nhận dữ liệu của nó nữa thì nó sẽ lặp lại hai lần ha. Một ký tự là do chúng ta gõ vào, ví dụ mình gõ vào chữ A này, nó sẽ lặp lại hai ký tự A. Ký tự A đầu tiên là do mình gõ vào, ký tự A tiếp theo là do nó nhận được từ dưới con vi điều khiển gửi lên. À, các bạn thấy mỗi ký tự đều lặp lại hai lần này. À, thì đây là một cái chương trình đơn giản để chúng ta test cái đường truyền, đường truyền thường dùng để test cái đường truyền là chúng ta gửi đi một ký tự, sau đó chúng ta đợi xem ký tự đó nó có được gửi ngược trở lại không. Nếu mà đúng là có ký tự gửi ngược trở lại thì cái đường truyền của chúng ta nó đã được kết nối, nó hoạt động chính xác. Còn nếu mà chúng ta gửi đi một ký tự mà chúng ta không thấy nó phản hồi gì hết á, thì coi như cái đường truyền của chúng ta bị đứt, đứt ở đâu đó ra. À, thì đây là một cái chương trình lớp bách. À, lớp bách. À, bây giờ ngồi sử dụng hai cái hàm get chat và put chat này, thì các bạn còn có thể sử dụng cái hàm ở trong cái thư viện xuất nhập chuẩn ha. Đó là cái thư viện studio.h. Có hàm print, scan vân vân thì các bạn đều có thể sử dụng được. Cái hàm print thay vì nó in ra màn hình như là khi chúng ta học lập trình C thì khi mà ở đây đối với vi điều khiển chúng ta gọi hàm print thì nó sẽ gửi cái chuỗi ký tự đó sang cái ổ quạt. Chẳng hạn như là mình gửi cái chuỗi ký tự là Hello World, hay thêm ký tự xuống dòng ở cuối nữa. Mỗi lần gửi như vậy mình delay 1000 mili giây. Thì lúc này các bạn sẽ thấy nó cứ gửi liên tục Hello World, Hello World, Hello World, 1 giây gửi một lần. À, như vậy là ngồi hai cái hàm get chat và put chat là tạo sẵn cho chúng ta, thì các bạn có thể sử dụng thêm cái hàm truyền nhận ở trong cái thư viện studio.h ha. Bây giờ mình sẽ nói thêm một chút về cái hàm printf này. Ở trong CoVision này, cái printf này nó sẽ có cái điểm đặc biệt như sau ha. Chẳng hạn ở đây mình in ra một cái số gì đó đi. Mình cho y bằng 10 và mình muốn in ra một cái câu là giá trị của y là phần trăm d rồi xuống dòng, sau đó mình truyền vào cái tham số là y, đúng không? Thì cái cú pháp này là cú pháp thông dụng chúng ta đã học bên lập trình C rồi. Y là số nguyên cho nên cái từ chúng ta thay chỗ ở đây là phần trăm d.
Rồi. Các bạn thấy nó in ra đúng chưa? Giá trị của y đang là 10. Rồi, nhưng mà trong trường hợp mình muốn in một cái số nào đó có kiểu dấu chấm đồng, kiểu float đó, kiểu float hoặc là kiểu double đó. Chẳng hạn như là mình muốn in một cái số bi đi. Thì chỗ này sẽ là phần trăm f trừ r trừ n bi bằng. Đây, chỗ này mình sẽ đưa vào cái biến bi đúng không? Biến bi mình khai báo ở trên đây. Ở trên đầu của cái hàm main kiểu float. Mình khởi tạo giá trị luôn cho nó là bi bằng 3.14 luôn. Thì mặc định ở trong coefficient đó, khi chúng ta sử dụng cái hàm như là print df hoặc là add print gì đó thì cái kiểu dấu chấm đồng nó không có hỗ trợ ha, các bạn sẽ không in ra được. Mình sẽ demo cho các bạn xem đó, nó cứ in bi bằng rồi phía sau không có gì cả. Thì tại sao lại như vậy? Thì cái trong cái phần trợ giúp của coefficient nó giải thích như sau, tại vì cái bộ nhớ của cái con vi điều khiển nó rất là hạn chế và tốc độ của nó chạy chậm. Cho nên nếu mà nó xử lý trên cái số nguyên như là cái y ở đây nè, thì nó xử lý nhanh. Nhưng mà khi gặp những cái số có kiểu dấu chấm đồng thì nó xử lý bị chậm lại. Cho nên bình thường cái trình biên dịch của thằng coefficient nó sẽ disable đi, nó không xử lý cái số có kiểu dấu chấm đồng, kiểu số thập phân đó trên những cái hàm print hoặc là add print, mà nó chỉ xử lý cho số nguyên đi, số nguyên thôi. Còn nếu mà chúng ta muốn xử lý trên số chấm đồng thì nó có một cái option để chúng ta cho phép nó xử lý hay là không. Mặc định thì nó không xử lý rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bật cái option đó lên bằng cách chọn vào project config, chọn vào cái mục C compiler. Rồi ở cái phần cái hàm add print này, thì mặc định là nó chỉ cho phép xuất cái kiểu in thôi đúng không? Bây giờ chúng ta thêm một cái kiểu float nữa. Ok, tương tự như vậy cho cái scan này thì chỉ kiểu in thôi. Thì cái hàm có dạng print hoặc là add print thì chúng ta phải enable cái mod này lên thì nó mới cho phép chúng ta in ra cái biến kiểu float. Rồi chúng ta biên dịch lại chương trình. Nhớ là đổi option xong phải biên dịch lại chương trình ha. Đó, lúc này các bạn thấy nó in ra đúng chưa? Đó, thì mới nãy chúng ta viết code, chúng ta viết cũng đúng đúng không? Nhưng mà tại vì cái trình biên dịch nó không có hỗ trợ cho nên nó sẽ chạy ra không theo ý của chúng ta. Như vậy là khi mà các bạn làm việc với cái trình biên dịch nào thì các bạn phải đọc tài liệu của cái trình biên dịch đó xem nó cho phép chúng ta làm những cái gì, nó có những cái option nào và chúng ta làm cách nào để enable hoặc là disable nó đi. Giống như kiểu là nhập gia tùy tục, các bạn làm việc với cái gì thì các bạn phải hiểu về nó và các bạn sử dụng thôi.